Chai xỉn rồi hả? Phải. Giờ tôi hỏi anh có làm gì cổ không? Đừng gán tội như sếp. Làm gì? Nó tên Peter. Lát nữa mình có 8 phút để làm gì? Theo lệ cũ, 3 phút cuối tới một lượt, mỗi nửa phút một lần. Khoan đã. Quỳ, mình đã hợp tác làm ăn bao lâu? 6 năm. 6 năm, 3 tháng, 3 ngày. Ê, còn tiếng nữa là 4 ngày. Ê, 2 triệu. Xài kiểu nào đây? Tự lo liệu đi. Quỳ, mình hợp tác với lâu có bị thất thủ hồi nào chứ? Quỳ, chuyện gì vậy? Chuyện gì? Quay, rớt đồ. Đứng lại. Quay, đứng lại. 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 Đứng lại.
Vũ à, mày sao rồi? Cái chân tao. Chạy mau, mày chạy mau đi, chạy trước đi, chạy mau lên. Không được, chạy mau. Lấy lại số tiền, đám cảnh sát làm sao buộc tội tao chứ. Anh Giang, cậu đã tới. Cậu tới rồi. Hả? Ê, vô đi, vô đi. Ê, cảnh sáo làm gì chứ? Anh Giang. Ê, vô đi. Mấy hôm nữa tao biểu đám anh em lái xe tới đây nha. Hả? Chừng đó trò chuyện, ok? Được, bye bye. Ngồi xuống đi. Mày là con đào cũ của tao mà. Mày có được vô yên không? Hả? Anh Dân. Đi đi. Thông thường cô gái đã bỏ tao thì không có kết quả tốt đâu. Nhưng mà đôi lúc thì cũng có ngoại lệ. Nè, bữa nay tao được vui vẻ, tao chơi một ván với mày. Nếu như mày thắng tao thì tao cho mày con đường sống. Hả? Khóc cái gì? Tao thương mày mà, mày nói chơi cái gì tao cũng chơi với mày hết. Nói đi. Nạp kim cúc đi. Hù tao hả? Được. Lấy kim cúc ra. Dạ rõ. Đừng nhanh dân. Đừng mà. Tới phiền mày rồi đó. Đừng mà. Đừng. Anh Văn. Wait. Dẫn nó vô phòng lớn. Ngón tay ngón chân cắm hết kim cúc vô cho nó. Cắm vô đi. Hả? Anh Văn xin đừng. Anh Văn xin đừng. Đừng. Sao đây cô Thanh? Thất bại rồi hả? Chúng tôi đã tận sức rồi. Anh có biết mớ hàng đó bị mất đi với đám đô la đó đáng giá bao nhiêu không? 27 triệu đó. Anh còn dám tới đây thâu tiền hả? Bao nhiêu tiền cũng mất. Mất mới gì mày? Quay. Thằng Siêu, mày lịch sự một chút có được không vậy? Phải nói bao nhiêu lần mày mới chịu nghe? Anh Trần, lần này nếu không phải anh em chúng tôi, anh cũng đâu có được sung sướng vậy. Thằng Vũ đã bị bắt, nhưng anh đừng lo, nó nhất định không khai anh ra đâu. Khai? Khai ra? Tụi bay không sợ sao? Hả? Ta đã biết mày ra làm việc cho tao thì đã có kết quả gì rồi, phải không? Hơn nữa, Bạch Thảo Văn này biểu người ta ra làm việc, có bao giờ không trả tiền đâu. Hả? Nè, cái vụ này bỏ mặc ai lời ai lỗ, giá phải chăng 500 ngàn, coi như tiền an gia hay tiền gì cũng được, ok? 500 ngàn, chưa tới phần nửa đó. Cái gì? Vậy còn tao? Còn tao bị mất tới 20 mấy triệu bạc lận. Mày không nghĩ cho tao sao? 4 năm sau. Má nuôi, má đừng lo, sắp tới nhà thương rồi. Má không mong gì, chỉ mong gặp lại thằng Vũ thôi. Nếu không ba chết không dám mất được. Má nuôi, má đừng nói như vậy mà. Yên tâm đi, con nhất định kiếm người bác sĩ tốt chữa lại bệnh tim cho má mà. Anh Vũ, xin lỗi nha, dạo này thì bận rộn không thể đi thăm anh. Tôi biết lý do này không thể thành lập, cho nên đã viết thơ bù lại cho anh. Dạo trước đó là má nuôi đã bị bệnh tim, đã vô nhà thương. Bác sĩ thiệt là giỏi quá, làm xong thủ tục không lâu má nuôi đã được bình phục lại. Nhưng tiền bác sĩ thì hơi nhiều. Nhưng anh đừng lo, một ít tiền này thôi tôi còn đủ để trả mà.
Tại vì dạo này tôi đi làm ăn nhỏ, cũng khá lắm. Tiền bạc có quan trọng gì chứ? Quan trọng là má nuôi được khỏe khoắn thôi. Xài bao nhiêu tiền cũng không có thành vấn đề đâu. Tiền thì dùng để xài mà. Không, còn mấy tháng nữa là anh được ra rồi, nhớ nha. Phải trau dồi sức khỏe, mai này tôi ăn cơm hay ăn cháo phải nhờ anh đó. Ráng lên nha. Định Thanh, con người thường hay thay đổi. Có thể nói là ở trong này lâu rồi, con người cũng bị tiêu cực đi. Mày có biết bây giờ tao muốn cái gì không? Bây giờ tao muốn thoát khỏi chỗ này và ra ngoài được ngồi ăn bữa cơm chung với má tao. Má của tao bị bệnh và đã vô nhà thương, nhưng mà người làm con như tao lại không thể đi thăm bả. Cho tới bây giờ tao mới phát hiện ra một điều: những người ở trong tù thật là khổ sở lắm. Hèn chi có nhiều người tội phạm, họ cứ nghĩ tới việc làm sao có thể vượt ngục để ra ngoài. Con mũ kia, kêu rẽ gì chứ mày? Đập luôn mày đó. Đừng nhóc con, tao cho mày thêm 7 ngày nữa, tự lo liệu nha. Đi. Ở trên xuống hả? Ê, cũng đẹp chứ ha. Đi đi, còn dê nữa hả? Đi mau đi. Có cần báo cảnh sát giùm cho anh không? Anh muốn gì? Đừng sợ, tôi là bạn của anh Vũ mà. Mở cửa đi. Nè, anh ấy thử đắp nước đá đi, sẽ lạnh lại mau lắm. Ồ à, nghe anh Vũ nói hai người quen biết nhau từ nhỏ hả? Phải, nhưng mà chuyện đã lâu rồi. Coi lỗ mũi tôi còn bị chảy máu không? Hết rồi. Vậy mà cô biết, cô làm y tá hả? Không phải, lúc xưa tôi hay đi bác sĩ lắm, nên cô biết chút đỉnh. Cảm ơn nhiều. Ngồi nha. Ê, đừng có khách sáo mà, anh họ nuôi. Quê, sao nhà quê quá vậy? Cô đừng có như vậy mà, kêu tôi Định Thanh được rồi. Anh Thanh, anh cũng ở đây à? Không phải, tôi tính là tới đây ở lên mặt quân ông thần thôi. Ồ. Sao hả? Cô đang suy nghĩ tôi là thứ dân gì à? Không phải. Sao xách nhiều hành lý quá vậy? Định thăm má nuôi hả? Không phải. Tôi kiếm được việc làm ở tổng đài, cho nên định ra đây ở. Khỏi phải mỗi buổi sáng đi xe từ để áo ra đây. Tôi có gọi điện thoại nhưng mà không có ai nghe. Tôi có chìa khóa nhà này cho nên mới tới thôi. Đúng rồi, dì hai đâu? Bà đi vô nhà thương. Dì hai, cháu tới thăm dì nè. Cần. Dì hai gặp được cháu, dì thiệt là mừng lắm. Dì đừng có nói như vậy, có ai mà lại không bị ốm đau chứ. Không lâu sẽ được lành lại, có thể xuất viện. Trở ra tháng mấy rồi, rốt cuộc lại trở vô. Nếu không phải được thằng Thanh, dì đã đi gặp má cháu rồi. Má nuôi à, nói gì đây? Con với anh Vũ như hai anh em ruột, huống chi má là má nuôi của con mà. Tuy là vậy, nhưng mà cơn bệnh của má đã làm cho con phí rất nhiều tiền. À đúng rồi, anh họ đâu? Sao vẫn chưa thấy ảnh?
Nó đã đi Trung Quốc làm ăn rồi. Anh có biết gì vô nhà thương hay không? Nó sắp về tới rồi. Phải về không Thanh? Dạ phải. Anh đợi anh về tới, con sẽ nói cho anh về thăm má ngày. Mai vọng có thể gặp được nó. Mà lùi. Ý, anh chị vẫn chưa đi hả? Bác sĩ tới tuần phòng, hay dì trở ra trước đi. Được, cảm ơn. Dì ơi, ngày mai chú trở lại thăm dì. Con đi trước nha. Thanh à, con nhớ phải chăm sóc. Con cần giùm cho má nha. Anh Thanh, uống nước nha. Cảm ơn. Được cả Sáu, anh đã hứa với má nuôi sẽ chăm sóc cho em mà. Quê, em ngủ lại đèn mình có được không? Được. Còn anh sao? Ê, cho dù em có tin anh đi nữa, anh cũng không tin chính anh đâu. Xin lỗi nha, chúng tôi đã quen ăn nói vậy. Anh tốt với dì hai như vậy, đâu có thể nào là người xấu. Em đừng có khen anh như vậy, anh sẽ bị đỏ mặt đó. Đúng rồi, anh họ đâu? Anh không có tiền cho dì hai chữa bệnh à? Hai năm nay á, anh định lên Trung Quốc làm ăn, nhưng mà đã bị lỗ lã. Nhưng không sao đâu, anh em với nhau giúp đỡ cho nhau mà. Bộ mệt hả? Ngủ sớm đi nha, hôm nay đi xe lại đi tàu nữa. Alo, sư phụ à, có tin đàn em của anh Côn đang lùng kiếm anh đó, đừng có ra mặt nha. Nhớ cẩn thận. Được. Tối nay anh có thể ngủ đây không? Được. Chạy đi. Từ nay tay của anh sẽ không được linh hoạt như vậy nữa. Anh phải có chuẩn bị về tâm lý. Làm hết hồn à. Xin lỗi nha, anh không biết em ở đây. Em đang kiếm viên thuốc này hả? Phải. Phải. Chuyện gì? Không được khỏe sao? Chứng bệnh lâu đời rồi, cho nên thường phải uống thuốc. Vừa rồi nằm ác mộng kêu lớn lắm. Xin lỗi nha. Thiệt khéo tầm bổ, lấy sư tử uống thuốc hả? Không phải, cho anh uống đó. Uống vô sẽ được ngủ ngon hơn. Cảm ơn. Ngủ ngon. Chào em. Chào. Chết rồi. Để anh giúp em nha. Được. Chết, trễ giờ rồi. Em phải đi ngay, làm ơn tránh ra. Xem chút đó quần lý thừa.
Bây giờ bị bể rồi à? Chết, đã trễ giờ rồi. Anh lo liệu giùm em nha anh Thanh. Bye bye. Ê, 100 đồng ba dĩa đây. Hai sếp không cần như vậy chứ. Anh Cồn nói, ngày nào anh còn chưa trả dứt nợ thì đừng hòng được bày bán ở đây. Anh bày bán ở đây bao nhiêu lần rồi, còn làm bộ không biết hả? Hai sếp à, mày đừng có nói thêm nữa. Dùng hết đống dĩa đây vô thùng rác đi, thì ta sẽ không bắt mày. Chỗ đang làm gì vậy? Không, tại vì thấy có dĩa hát miễn phí lượm về nghe thôi. Đừng dở trò như mày, đạp nát hết cho tao, nếu không tao bắt hai đứa bay về đó. Quay quay cái gì? Sếp biểu làm còn không làm hả? Đạp đi. Đập nát hết rồi. Lần sau khôn chút nha, đừng có dở trò. Lần sau lành chốt, đừng có dở trò nha. Đi. Trước không tới, sau không tới, phải chờ tụi nó bỏ đi mới tới chứ. Đi về đi. Anh Giang Kim Anh, dạo này không thấy anh lộ mặt, giải nghệ rồi sao hả? Người bạn chưa ra nên nghỉ chút thôi. Anh có đệ tử mà. Nó hả? Chưa đủ sức đâu. Tôi thích cái tánh này của anh đó, không có khoe khoang chút nào hả? Tiếc là thằng Vũ không có ở đây. Anh đừng lo, hai tháng sau anh sẽ ra. Quay ra ngoài trước đi. Đi. Anh Văn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nè, tôi thì đang theo một dây Ngân hàng Quốc gia của Phi Luật Tân, mỗi tháng đều chuyển tiền vô Hồng Kông mấy lần, và lần nào cũng là 40-50 triệu. Ế, nếu bị mình đánh trúng hả? Thì tiền kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng cái gì ngân hàng khó làm lắm. Vậy, hai anh em của mày được mà. Nếu như còn không đủ thì kiếm luôn cái thằng nhỏ này đi. Dạ phải, em được đó. Quay. Nè, tao thì 7, mày thì 3. Sau khi thành công rồi, tao thay chạy mày đi đâu? Du lịch hay là di dân cũng được, hay là ở Hồng Kông lượm từng đồng hả? Sư phụ à, cái vụ lần trước thì khiến cho mày bị thua nặng nề. Tay chân của mày đã chậm hết trơn rồi. Nếu không có lòng tin thì không cần nói thêm. Quay. Đi cái gì chứ, ngồi xuống trước đi. Tôi nói chơi thôi. Tôi không phải là không có lòng tin với anh, tôi chỉ là lo lắng thôi. Nè, nói thiệt nha, sắp xuất bao nhiêu? Coi anh có lòng thành không. Dạo này tôi tốn tiền. Được. Anh tốn tiền hả? Nè, chỗ này có 100.000 lòng thành, thấy sao hả? Cảm ơn nhiều. Uầy, còn ở bên thằng Vũ thì phải nhờ anh đó. Anh đừng lo, chúng tôi là anh em mà. Tôi nói một lần một hai cái này. Được, cạn ly. Chuyện gì? Không được vui hả? Hả? Sao không có lên tiếng gì?
Em biết em nhất định được mà. Cho em thời gian nha. Mấy tháng thôi, em sẽ nhất định học được mà. Quay à, mày có hiểu không? Tao kiếm bạn nhất định là kiếm thằng Vũ chứ không kiếm mày đâu. Làm tốt quán nước của mình đi. Em không tin là ở trên đời này có chuyện gì mà không thể làm được. À, thí dụ như nếu có một người có kỹ thuật cao hơn anh Vũ gấp mấy lần, tới kiếm anh hợp tác có chịu không? Không đâu. Tại sao? Thực ra cái việc làm ăn chung phải có hợp tác hay không? Nói thiệt nha, tài nghệ của tao chỉ bằng phân nửa của thằng Vũ thôi. Có nhiều người giỏi hơn tao, nhưng nếu thằng Vũ chọn bạn, nhất định chọn tao. Dĩ nhiên rồi, hai người là bạn thân mà. Huống chi nếu mà anh Vũ muốn kiếm một người khác thì phải làm quen thứ này thứ nọ, lại không biết đáng tin cậy hay không. Nói vậy là mày chưa hiểu thôi. Được, thấy chán quá kể câu chuyện này cho mày nghe. Có hai người, một người là A, một người kia là B. Cả hai người đó đều là người ba trên không. Có một lần thằng A bị bệnh, người chủ gánh đã kiếm một người ba trên không giỏi nhất toàn thế giới để mà phối hợp với ảnh. Nhưng kết quả lại bị thất thủ. Thằng B bị gãy đi một chân. Không thể nào đâu. Đúng vậy. Anh A nghe được cũng nói không thể nào. Nhưng sau khi anh B giải thích với ảnh, anh thấy là có lý do. Anh nói gì? Thật ra khi mà hai người làm việc là phải nói lòng tin và phối hợp, thiếu một cũng không được. Sau đó người B đã nói với A là anh nói nếu lần sau còn chơi người ba trên không, không phải anh, tôi sẽ không làm. Hiểu không vậy? Có bộ chắc mày không hiểu rồi. Giờ ngủ sớm đi. Chị chết hả? Sao cái tay của anh bị vậy? Có phải giấu tôi chuyện gì không? Má nuôi có chuyện. Nói bác sĩ Hoàng vô phòng giải phẫu ngay. Chuyện gì? Tiền của bệnh nhân ở phòng 301 trở nặng. Đó là mã nuôi đó. Hai ông vừa làm gì? Bác sĩ đang cấp cứu mà. Hai ông ra ngoài trước đi. Yên tâm đi, mã nuôi không bị gì đâu. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào? Tôi là con của bà. Xin lỗi, chúng tôi đã tận sức rồi. Hay là hai vị vô coi bà có căn nhận gì không? Vũ. Vũ. Má, con ở đây nè. Vũ. Cho dù con làm lỗi gì đi nữa, con vẫn là con ngoan của má. Một đời người bị tù một lần đã đủ rồi. Hứa với má đi, từ nay đừng làm chuyện đó nữa. Má. Hứa với má. Con hứa với má, từ nay con không làm chuyện đó nữa. Má. 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 Má.
coi lại những hình xưa. Phải. Thấm thoát đã mấy năm rồi. Đã mấy năm không gặp nhau. Cũng đã 7 năm. Em có bạn trai chưa? Chưa. Mấy năm nay em thích đọc truyện. Những chuyện xưa của em, vì em ngu thôi. Tiểu thuyết thường hay nói tình yêu thật sự phải qua được sự thử thách. Chỉ cần yêu thích người đó thì phải chờ cho đến giờ phút cuối cùng, anh cũng sẽ trở về để kiếm mình. Ai ngờ chỉ là giả dối thôi. Anh nói có phải không? Thế nào, bạn gái của anh đâu? Chừng nào mới giới thiệu cho em biết? Anh không có bạn gái. Anh có còn nhớ khi anh rời khỏi đại áo đã nói gì với em hay không? Anh sẽ về đại áo đón em ra Cửu Long. Em tưởng là anh đã quên hết rồi. Nhưng nhớ lại thì làm sao? Cũng chỉ là gạt người thôi. Em có phải thiệt khờ lắm không? Phải. Lâu nay bên cạnh anh xuất hiện rất nhiều người đàn bà. Nhìn không nghĩ tới việc sống chung với họ. Đó là bởi vì anh không muốn liên lụy tới người ta. Anh thật không có gạt em. Anh định về đại áo đón em ra Cửu Long. Và cũng là cơ hội đó. Rồi anh không về. Em không hiểu. Má và thằng Thanh nói là anh về Trung Quốc để làm ăn. Là họ gạt em. Thực ra anh bị ở tù. Bởi vì anh đi ăn cướp, sớm muộn cũng bị thất thủ. Thì sao anh đã làm ăn cướp? Phải. Vậy sao bây giờ anh nói với em? Anh không muốn gạt em nữa. Và anh cũng hy vọng là em tha lỗi cho anh. Rồi sau đó? Em cần. Xin lỗi em. Anh Vũ. Em cần. Chuyện gì vậy? Em không được khỏe hả? Em cần. Tài xế, tới nhà thương đi. Nhà thương hả? Được. Tài xế, đằng trước kẹt xe quá. Em đừng có le lưỡi nha. Cắn cái này nè. Em ráng lên nha.
sĩ, bác sĩ đâu? Chuyện gì? Bác sĩ cấp cứu mau. Mau đi chỗ này hả? Đi. Tay của anh chạy máu đó, anh không gì chứ hả? Cô đau không anh? Đau chứ. Bây giờ mới biết răng của em nhọn như vậy, cắn người ta tới chảy máu luôn. Cắn lại nha. Sao anh khờ quá vậy, đưa tay cho em cắn. Anh không muốn cô gái khờ trên 7 năm phải chết. Anh Cân. Ủa, anh Vũ ở đây hả? Thanh. Không gì chứ? Đã không sao. Không sao là tốt rồi. May là khi cổ lên cơn của tôi bên cạnh, nếu không không biết làm sao nữa. Bác sĩ nói theo dõi một đêm là có thể xuất viện rồi. Ngồi đi. Không cần ngồi nữa. Quê, xuống dưới mua chút đồ đi. Luôn tiện mua trái cây cho cổ ăn nha. Phải, em thích ăn loại nào? Anh biết mà. Được, anh mua cho em. Đi, đi nha. Quê, anh thiệt tốt với em cái họ của anh chứ? Đương nhiên rồi, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ lần mà. Chuyện gì vậy? Không ngon sao? Sao không ăn tiếp? Không phải, anh muốn hỏi em chuyện này. Hỏi đi. Có phải một người đàn bà khi thương một người đàn ông sẽ nấu cơm cho anh ăn không? Dạ phải. Anh làm gì vậy? Em tự nhận mà. Ai nói là thích anh chứ? Không cần nói, anh hiểu rồi. Anh hiểu cái gì? Em đừng có tự gạt mình nữa. Em có tự gạt mình hồi nào? Anh làm gì vậy? Wow, em dám chửi thề, em hư rồi. Em đâu có. Anh nghe rõ ràng mà. Em đâu có phải nói tục chứ. Cái anh này kỳ quá. Anh xấu đi. Ê, đứng lại. Đứng lại. Đừng giỡn. Được rồi, được rồi. Đứng lại. Đừng ra, đừng ra. Nhột, Alo, anh Vũ hả? Đánh không? Xuống mày chút chuyện đi. Đừng nói thêm nữa, chờ dưới nhà nha. Được, tôi xuống ngay. Anh có chuyện phải ra ngoài à? Phải, anh ra ngoài chút, chờ anh nha. Thanh à, dẫn tôi tới đây làm gì? Chắc là quên lấy đồ. Tôi đâu có quen ông. Cái con ngủ này, kêu cái gì chứ? Cái gì? Ê Miễn, mẹ đi. Ê Miễn, thằng Thanh ở đâu? Tôi không biết. Nhớ đâu? Tôi không biết. Chỗ này là nơi mà mình sắp sửa có được cả chục triệu đó. Bạch Thao Giang đã bắt được mối. Đó là ngân hàng này. Mỗi tuần ngân hàng này đều chuyển vô 50 triệu. Hắn thì xin lỗi đắp cầu, mình thì làm việc. Sau khi thành công chia theo 37. Trong mấy tháng này, tôi có công chuẩn bị. Anh, tôi, thêm thằng nhỏ này, vô định thiên hạo. Anh Thanh, mấy lá thư tôi viết cho anh còn nhớ tôi đã nói gì không? Nhớ chứ, anh nói là phải sợ nhìn thấy bốn vách tường. Không sao đâu, lần này chắc ăn mà. Có lần nào mà không có lòng tin chứ, cuối cùng vẫn bị thất bại thôi. Quê, lần đó chỉ là tai nạn thôi.
mình không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Dừng lại là được rồi, không phải vấn đề mà. Thời gian sẽ làm con người thay đổi mà, anh có biết không? Anh nói gì? Bộ anh muốn nói với tôi là không làm phải không? Phải. 3 năm. 3 năm đã có thể thay đổi đi hết đấu trí của một con người. Không phải. Trong 3 năm đó tôi đã suy nghĩ thông suốt một việc. Đó là không thể làm ăn cướp nữa. Tôi cũng không muốn làm trộm cướp. Đợi làm luôn lần này, tôi đã chờ anh suốt 3 năm rồi, anh có hiểu không hả? Anh Thanh, suốt đời tôi có lỗi lớn nhất là má của tôi. Tôi đã khiến cho bà nhớ nhung lo âu. Vào cái lúc bà cần tôi thì tôi ở tù. Khi chết má tôi không trách tôi, chỉ kêu tôi đừng có làm ăn cướp nữa. Ok, anh nói như vậy tôi thiệt hết lời. Xin lỗi. Anh Vũ à. Im đi, đừng có nói chi phí lời. Con mũ kia, mày khóc cái gì chứ? Tao cho người kiếm tiền kém của mày rồi. Tôi nín. Alo. Bây giờ cho mày 12 tiếng đồng hồ, mày phải lấy 200 ngàn tới quán trọ Hồng Đầu. Nếu không tao sẽ bán con đào của mày đó. Suy nghĩ kỹ đi. Alo. Alo. Chuyện gì? Chuyện gì? Đây có người đấy nha. Dạ, Vũ làm gì đây? Máu nhiều ghê lắm. Đau lắm hả anh? Anh ráng chịu đau, sẽ không có sao nữa. Anh Vũ, cần kiếm bác sĩ không? Thôi khỏi. Anh Vũ, thì không ngờ lúc chém lộn anh lợi hại như vậy. Anh hãy ráng chút đi. Em đừng lo, anh không sao đâu. Đại ca. Anh Văn. Có cần liều mạng vậy không? Có chuyện gì á thì nói với tôi đi. Thằng Nam Mập tôi đâu phải là không quen biết chứ. Sao đây? Đêm khuya như vậy hẹn tôi ra, muốn tôi đi gửi cho mình hả? Đó là một. Quan trọng nhất là tôi muốn bàn chuyện ngân hàng với anh Văn thôi. Ừ. Thằng Vũ đã ra rồi. Anh định chừng nào ra tay? Quay. Anh đừng có nói với tôi là cái người không chịu làm nha, hả? Đúng vậy. Lúc đó anh vỗ ngực nói là nhất định được. Tôi đã đặt cọc rồi, và làm luôn việc cho anh nữa. Bây giờ mới nói là không làm hả? Coi bộ không được đó.
Tôi không phải là không muốn làm đâu, nhưng anh không chịu thì làm sao? Không lẽ bên tôi giết anh à? Khờ quá đi. Hai đứa tụi anh là bạn già với nhau mà, đâu có gì là không xong chứ, phải không? Có phải thấy chi tiền không được công bằng không? Nếu phải thì biểu thằng Vũ ra ngồi xuống bàn thảo lại đi. Hả? Anh Văn à, nếu được thì tối nay tôi không cần kiếm anh đâu. Nè, nói thiệt nha, chỉ là số đầu của thằng Nam Mập với lại thằng Côn thì anh chết cũng không xong nữa. Còn tiền cộng của tôi và anh Đạt Cao cộng hết tất cả lại cũng là 500-600 ngàn, anh lấy gì trả đây? Còn nữa, mấy cái chuyện sau khi chém người vẫn chưa có thanh toán. Anh Văn, chuyện của tôi anh rành lắm mà. Chính vì biết rành chuyện của anh. Nè, đừng nói tôi không giúp anh. Nếu như hai anh em của anh chịu làm việc tất cả những nợ nần và những chuyện trong khi chém người để tôi giải quyết hết cho anh, các chuyện khác thì phải có anh đó. Tôi cũng muốn làm giàu nhưng anh không chịu rồi sao? Cho nên mới cần anh giúp đỡ. Nè, anh nghĩ xong giùm tôi đi. Hai bữa nữa tôi chờ tin mừng của anh. Ok? Tôi không biết có được không thì ráng nha. Anh được mà, liên lạc với tôi đi. Sao anh không nói sớm cho tôi biết? Nói gì? Anh không xong tôi không có cười anh đâu. Dù anh không có tiền đưa má của tôi đi bác sĩ hay đi nhà thương, tôi cũng đâu có trách anh. Tại sao mượn tiền cho Gia Lời Cao, làm sao trả nổi đây chứ? Thì là lỗi của tôi xin lỗi nha. Nói cho anh biết thì có ích gì chứ? Một người lo thì còn hơn là hai người. Anh vì tôi đã chịu 3 năm, sao tôi không làm việc để đền bù lại cho anh chứ? Huống chi là má nuôi tốt với tôi như vậy, tôi phải xử tốt với bà chứ. Kiếm tiền vốn không khó, chỉ cần anh chịu ra tay, bao nhiêu tiền cũng có thể kiếm ra được. Tôi không hiểu tại sao anh lại không chịu ra tay. Anh vẫn trách chuyện tôi dễ nghệ à? Anh có hiểu hay không chứ? Đời người sống đâu có được bao nhiêu năm. Tôi đã bị rồi nên tôi hiểu. Anh trách là tôi ích kỷ. Nếu tôi quay lại, giữa anh và tôi đều có lợi có đúng hay không? Rồi anh có nghĩ tới tôi không? Tôi đã nhận tiền đặt cọc của người ta rồi, cho nên bắt buộc tôi phải làm chứ. Còn nữa, sau khi tay tôi bị thương, tôi đã không liên quan được như trước nữa rồi. Tôi không nhờ anh thì đi nhờ ai bây giờ đây? Tôi cho anh biết, tôi đã chờ suốt 3 năm rồi đó. Về số tiền nợ người ta, anh tính sao đây? Dù sao đi nữa, cũng sẽ có cách thôi. Chuyện tới đâu hay tới đó. Thôi được, tôi giúp anh lần này. Anh vốn không có lòng thành, có làm cũng không có ý nghĩa gì. Thành, hơn nữa, anh đã hứa với má nuôi là không có làm mà. Sao đây, có lòng tin hay không? Dĩ nhiên rồi, nếu không tại sao tới? Lên lợi chút nha. Thank you.
Còn 10 giây đồng hồ. Sao bắt lộn như vậy? Làm sao đây? Chạy mau! Sư phụ à, lần sau em cẩn thận hơn. Cái bộ anh Vũ không làm, tôi cũng phải giải nghề rồi. Cho em thử thêm mấy lần đi, em nhất định được mà. Chuyện gì chứ, tao đâu phải trách mày. Cho dù có lo xong thằng Năm Mập, còn có tăng Sư Văn, tới đâu hay tới đó. Nè, những cái đồ này đủ trả gấp đôi cho hắn rồi mà, còn muốn gì nữa? Cái thằng Văn đó là con cọp đó, nó xin mình thì không có gì, bây giờ thì mình đi xin nó. Alo. Báo với anh một tin mừng. Ở bên thằng Nam Mập tôi đã giải quyết giùm anh rồi. Cảm ơn anh Văn. Khờ quá đi, anh em với nhau mà. Quay, anh có tin mừng gì báo với tôi không vậy? Ở bên anh Vũ. Ê, không cần nói thêm nữa, gặp mặt rồi mới nói. Cậu Thanh. Anh Văn, sao rảnh rỗi gì? Phải. Nhà, bên anh Vũ ra sao rồi hả? Được rồi chứ. Thiệt xin lỗi, anh Vũ không chịu chỗ này. Chỉ có đông cát, tôi nghĩ cũng đáng 200 mà. Muốn trả tiền cọc hả? Hôm xưa nói là việc gì cũng được mà, bây giờ tôi bắt mối hết trơn rồi, anh mới nói là rút lui. Giỡn mặt hả? Nè, cái đống 200 ngàn này tôi không coi nặng đâu, nhưng mà anh bắt tôi phải mất 50 mấy triệu thì tôi rất là buồn. Như vậy anh muốn tôi xử sao? Kẻ dụ của thằng Nam Mập anh cũng biết khó xử mà, có phải không? Như vậy chúng ta còn là anh em hay không? Hả? Anh muốn sao đây? Nếu anh không xong thì để tôi. Sao hả? Anh Văn. Anh Văn. Anh Vũ. Qua mấy năm không gặp, vẫn bảnh như hôm xưa hả? Anh thì lại biết nói chơi. Quê, tôi nói thiệt đó, nếu không đâu có nhờ cậu Thanh tái xuất giang hồ, cả kiếp này của tôi đều phải nhờ vào anh đó. Nè, tôi nói thiệt, cái vụ này của tôi đều phải dành giúp đỡ. Thằng Thanh đâu? Thằng Thanh hả? Qua đây. Thanh à, anh coi ai đã tới đây. Tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, chỉ là hết cách thôi. Cậu Vũ không chịu nể mặt của tôi mà. Anh Văn, tao chưa có nói hết, để tao nói hết đã. Nè, chỗ này có dao giải phẫu và có thuốc mê, chỉ là đàn em của tao tài nghệ hơi kém một chút. Thật ra anh muốn gì? Sẵn một tay của thằng Thành đã bị tàn tật, tại sao không cắt nó đi? Ra tay. Muốn đấu với tao hả? Mày chưa có đủ sức đâu. Nói một câu, làm hay không? Mày nói đi. Không bắt mớ thằng ăn, muốn chặt thì chặt tay tao đi. Yên tâm đi, tao sẽ làm từng đứa một. Còn con ghẻ của mày nữa, không có kết quả tốt đâu. Mày sợ chưa? Sao em chưa đi ngủ? Dạo này anh ở chung với anh Thanh, làm chuyện gì vậy? Không, anh định cùng với thằng Thanh mở một tiệm bán dĩa CD bên ngoài thôi. Còn gì nữa? Còn gì? Còn định làm lại ngày xưa cùng nhau điên cướp có phải không? Anh đã hứa với em rồi mà,
Từ nay anh không làm nữa. Nói cũng vô dụng thôi, thật ra không phải như vậy mà. Anh coi tướng của anh kìa, hễ mở mắt ra là nói láo. Chỉ là anh không biết thôi. Cần ngờ không phải đâu. Vậy tại sao lại giấu súng? Anh đã hứa chuyện với em không có quan trọng. Anh đã hứa với dì Hai chuyện gì? Nghe nói. Nghe rồi thế nào? Có phải anh không làm nữa hay không? Từ nay không biết có nên tin anh không. Em cần. Chuyện gì mà khuya vậy? Mắc mới gì tới cô? Anh đã đi đâu? Cô nói không thích tôi làm trộm cướp mà. Vậy thì còn ở đây làm gì chứ? Sao không đi đi? Đừng có để nhìn mặt là chướng mắt. Anh nói cái gì? Lâu nay tôi quen ăn xài sung sướng, tôi không quen sống một cuộc sống bình đạm như vậy đâu. Con người của tôi vốn là vậy mà. Còn nữa, tôi nói thích cô chỉ là nói láo thôi. Sau khi tôi và thằng Thanh làm xong chuyện này, tôi có tiền, đương nhiên tôi có người khác đẹp hơn cô. Muốn bao nhiêu không có, tôi không muốn gì đàn bà bỏ sự nghiệp đâu. Sau khi không, mình lại xử tệ với em. Sao cô ngu quá vậy? Bây giờ nói rõ với cô rồi, nếu không nói vậy thì nói làm sao đây? Bây giờ là 3:30, cô thay đồ thu dọn hành lý vẫn còn kịp chuyến tàu về Đại Áo. Cô làm ơn đi ngay đi. Thật ra gọi điện thoại cho anh là được rồi, tại sao phải viết thư? Tại vì em lo là khi nghe được tiếng của anh, em sẽ không nhịn được rồi bật khóc. Thì lúc đó em lại không biết phải nói gì hơn. Xin lỗi, em đã lấy đi mấy viên đạn ở trong súng của anh. Tại vì em không muốn anh đi giết người nữa. Anh đã bị tù, phải biết tự do thiệt là quý giá. Nhưng mà khi em lấy đi viên đạn rồi, lại lo là khi em phải dùng súng, lại không thể tự bảo vệ cho mình. Em sợ là từ nay sẽ không gặp được anh nữa, cho nên cố tình viết lá thư này tới để báo với anh. Còn nữa, trước cửa nhà ở Đại Áo em đã trồng một cây bông hồng, và em đã chôn mấy viên đạn ở nơi đó. Nếu như anh thiệt thấy cần thiết thì hãy tới Đại Áo lấy nha. Ít ra cho em gặp mặt anh lần cuối cùng, có được không anh? Dán này ăn cháo hay là ăn cơm thì phải coi hai người. Hả? Anh Văn, gọi tôi có chuyện gì hả?
chỉ mình giúp đỡ thôi. Cho xe chạy. Alo, phải. Ở đường Lục Hoàng có một tên cảnh sát nằm ngang giữa đường làm phiền người ta. Cho người tới coi đi. Phải. Một lát nữa khu này rối loạn vô cùng. Các người bình tĩnh đi, hả? Mình đã sắp đặt tất cả mọi chuyện rồi mà. Tại sao phải giết nó? Quầy, coi như là mua bảo hiểm thôi. Năm mười mấy triệu bạc, thủ tiêu một thằng cảnh sát, đáng giá chứ hả? Ôi trời đất ơi, lái xe kiểu gì kỳ vậy? Ôi trời đất ơi, đụng móp hết trơn rồi. Đi sớm về sớm nha, tôi chờ hai anh. Ở trước mặt anh, phân biệt là có ba dây đỏ, mỗi một dây khoảng 4 tới 5 thước. Coi tình hình, có lẽ anh phải bỏ qua. Cẩn thận, trước mặt anh có chướng ngại vật, anh phải bẻ cong mình. Cẩn thận, chỉ có 2-3 tấc. Được rồi. Đứng dậy đi. Hẳn sát mấy bên phải. Sát thêm chút nữa. Sát chút nữa. Không xuống, cẩn thận. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Cẩn thận. Hơi giờ tại sao lại như vậy chứ? Hả? Kỳ cục quá. Nè. Ê. Ê, sếp hai à, sếp tới đúng lúc đó, sếp coi nè. Cái anh này tự nhiên đập ngang xe của tôi nè. Sếp à, tôi không phải cố tình đâu. Không phải cố tình đâu. Xong rồi. Đứng dậy đi. Đằng trước có một gì đó. Đằng trước có một gì. Thì anh cũng đụng trúng xe của tôi mà la gì chứ? Phải không? Trời thiệt. Bước lên trước một bước. Cất chân bước qua. Khoảng chừng tới đầu gối. Khoan xoay. Khoan đã. Tôi đã tính sai. Đi tới đằng trước. Đi 2 bước. Cất bước coi chừng. Coi chừng mé gốc. Coi chừng. Coi chừng mé gốc. Chuyện gì đây? Lúc này không thể có sai trái đâu. Xin lỗi.
Vũ à, có phải mình đã già đi không? Chúng ta không phải đã già đi, mà lại có nhiều gì để thay đổi. Không ngờ cách bấy nhiêu năm sau, tất cả đã thay đổi. Có lẽ anh nói đúng. Thanh à, anh nên biết quý cơ hội cuối cùng này. Vũ à, anh có trách tôi không? Không, anh cũng muốn chúng ta được tốt mà. Chỉ là mấy năm về sau, cách nhìn của chúng ta đã khác nhau. Dù sao đi nữa, sao chuyện này Vũ ngọt lại, cô cần nhau. Cổ là đứa con gái tốt. Tôi biết. Nè, chỗ này có 15 triệu của các anh đó. Cảm ơn nhiều nhanh dân. Nhiều tiền như vậy, có định xài cách nào không hả? Tôi đã ăn bài cho hai anh. Tối nay thì nghỉ một chút đi. Tối ngày mai có đại phi được các anh đi. Sau đó ở Thượng Hải sẽ đi máy bay qua Singapore. Rồi thì làm sao, hai anh tự quyết định đi. Chỉ là những chuỗi ngày sau này chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa. Đừng có để đầu mối cho người ta theo. Thôi chào nha. Uê, bây giờ tôi đã khiến hai anh làm giàu rồi, hai anh vẫn còn giận tôi nữa sao hả? Tôi đâu dám. Tôi nghĩ là mình không gặp nhau nữa. Đừng có gặp mặt nữa. Sư phụ, hãy yên tâm, em nhất định trả thù cho sư phụ. Anh cũng đang chờ em nói câu này.
Ngoài tiền Mỹ, các ngoại tệ khác đã đưa hết xuất cảng. Và tuần sau sẽ đổi thành Mỹ Kim để đem về Hồng Kông. Được. Đã kiếm cho thằng Dũng chưa? Vẫn chưa. Hãy nói lộ mặt là tôi sẽ biết xử sao. Tao chỉ sợ nó như là con chó đi, cứ cho ông tới cắn tao thôi. Nhưng mà chúng ta đông người như vậy cũng không cần phải sợ hả? Yên chỉ định rằng mình đông người như vậy, hơn nữa ngày mai sẽ rời khỏi Hồng Kông. Chừng anh trở về, coi bọn em đã thu tiêu nó rồi. Em chạy hết nổi rồi, cứ mặc kệ em, anh chạy đi. Mà đi. Hôm nay vào khoảng đêm khuya, Phú Thương Bạch Hạo Văn đã bị thương nặng. Giờ bác sĩ đang cấp cứu cho người bệnh. Bệnh nhân là Phú Thương của Hồng Kông. Vào đêm khuya hôm qua, bị tập kích ở trong văn phòng khu trung. Theo tin hiện trường cho biết, hiện trường đã xảy ra trận đấu súng quyết liệt. Tin rằng có trên 20 người bị chết. Khi cảnh sát kéo tới, phát hiện hung thủ đã rời khỏi hiện trường. Theo nguồn tin cho biết, Phú Thương Bạch Hạo Văn đang bị nguy ngập và đang được bác sĩ cấp cứu. Nhà thương đã an bài 5 bác sĩ khoa tim để tiến hành cấp cứu. Trong lần đụng độ này, cảnh sát không có loại trừ. Đây là một việc thù sát của xã hội đen và hiện đã nhờ tổ trọng án. Alo, 1818. Tình cần chú máy đã trả lời hay chưa? Xin lỗi, chú máy đang dùng máy có màn ảnh. Biểu trả lời máy đi có được không? Hay là...
Anh làm gì? Nói là công ngay. Chuyện gì vậy?疲倦的心，傷痛的心，難留住這飄斷緣分。某卻只需要明白，當初曾存在一秒真心。 离别不需关上灯，留待你愿重转身。我满面泪痕和交出的痴心，全让你能一一看真。 能回忆的情人，想遗忘恐怕不能。我会当你是，仍是靠近。啊，只能回忆的情人，表情从不见伤痕。世界却注定要你牵走我心。